ẩm thực Đức Tâm xin chào cô bác anh chị em và các bạn. Hôm nay ẩm thực Đức Tâm xin chia sẻ một món bánh rất là dễ làm, đó là bánh chuối hấp. Và để làm cái bánh chuối hấp này các bạn nó không có khó, nhưng mà làm như thế nào để khi mình làm ra, khi mình hấp xong cái miếng chuối của mình nó được đỏ như thế này, đó là mình làm theo công thức của người miền Tây từ xưa tới nay. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào bếp và mình làm cái món bánh chuối hấp. Các bạn, ở đây mình có đây là 1 ký chuối các bạn. Thì làm cái này các bạn, mình sẽ mua cái trái chuối xiêm đen mình làm các bạn, thì nó sẽ ngon ha, nhất là nó lên cái màu nó đẹp, đỏ đẹp. Thứ hai là các bạn để cho cái chuối mình nó chín ruột ra thì nó mới ngon ha. Bây giờ chúng ta sẽ lột cái chuối này ra. Và khi mà làm chuối này các bạn, mình chuẩn bị một cái con nước, mình cho vào đây một muỗng muối, muỗng muối cà phê đầy các bạn, để mình lột chuối mình bỏ vào mình ngâm nha. Các bạn làm bánh chuối này nè, mà các bạn để cái chuối ruột như này nè thì nó cũng ngon ha. Các bạn mình có làm chuối sống thì nó cũng ngon, nhưng mà nó không có được chén nó cũng ngay nữa, là nó không có lên màu đẹp các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào trong đây là một lạng đường cát nha các bạn. Tùy các bạn ha, các bạn muốn cho đường nhiều hay đường ít, nhưng mà nếu các bạn cho đường bắt trước thì cái chuối của mình khi mình làm hấp ra thì cái đỏ nó không được đỏ nhiều nha. Rồi cái này là cái đường rum các bạn, này là đường rum ha. Nếu như mà các bạn không có đường rum á, có thể các bạn cho đường trắng của mình cũng được, các bạn cho đường trắng mà cũng ngon nha. Thì ở đây mình cho đây là 4 muỗng canh đường rum. Đường rum này nó có loại, nó có màu, nó vàng vàng nha các bạn. Các bạn cho đây là 4 muỗng canh đường rum ha. Còn nếu như mà bạn không có đường rum, các bạn cho đường nếp á, đường gạo đó, thì có thể các bạn cho khoảng chừng 2 muỗng thôi. Qua ngày mai chúng ta sẽ làm ha. Thì để xin cái chuối này á, thì mình sẽ dùng một cái nồi, cái chảo gì cũng được, cái đáy nó dày mà các bạn, hoặc là các bạn lấy cái chảo không dính đó, các bạn cho vào cái chân ha, các bạn sên á ha. Nhưng mà khi các bạn sên là các bạn sên với lửa thật là nhỏ nha, và đồng thời mình lấy nắp mình đậy lại. Các bạn mình cho các bạn xem ha, cái chuối mình sên nên nhảy là được 50 phút rồi nè các bạn. Giờ nó như vậy á, cũng vẫn chưa được nha, các bạn cho tới một chút xíu nữa ha, cho nó thật là khô lại luôn nha các bạn. Bây giờ thì lúc này mình mở nắp ra và mình rửa cái chuối thường xuyên á, đừng có để cho chuối bị khét nha. Chuối mình các bạn, mình sơn đến cái mức như vậy là được các bạn ha, mà cái nó hơi hồng hồng rồi ha, mình nó chưa có đỏ, một mà mình hắt là nó mới đỏ. Giờ được như vậy rồi, bây giờ chúng ta sẽ tắt bếp và đồng thời chúng ta đậy nắp lại, chúng ta để tại trên cái bếp này luôn, để cho nó ủ thêm một chút nữa, nó có cái độ nóng nó sẽ lên màu nha các bạn. Mình để nắp lại, mình tắt lửa ha. Mình cần tổng cái lượng nước thôi, nước cốt dừa tùy các bạn ăn. Nếu các bạn thích ăn béo thì có thể các bạn dùng nước cốt không, còn nếu như các bạn thích ăn vừa thôi thì có thể mình vừa cốt vừa dảo các bạn. Thì vừa cốt vừa dảo mình cần ở đây khoảng 700 ml nước cốt dừa, và ở đây là 200 g bột gạo, 2 lạng bột gạo các bạn, và ở đây là 20 g bột năng để cho cái bánh mình nó mềm hơn á. Thì bây giờ cái nước cốt dừa này các bạn, nước dừa này mình sẽ ở đây là tổng cộng là 700 ml, mình sẽ lấy lại 100 ml để một lát mình pha thêm cái bột á, mình làm cho cái mặt bánh nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn, cái nước cốt dừa này nè các bạn, chúng ta sẽ cho vào cái nồi. Chúng ta cho vào cái nồi để chúng ta bắt lên bếp cho nó hơi ấm ấm, thì chúng ta bắt xuống để chúng ta bỏ bột và chúng ta quậy, rồi gọi là mình lấy trùng bột của các bạn ha. Bây giờ mình bắt lên bếp nha, cho nó ấm ấm mình bưng xuống mình quậy bột.
các bạn cho vào trong đây một xíu muối nữa nha các bạn. Rồi, các bạn cho vào trong cái nồi nước vừa được khoảng một xíu muối nha. Các bạn cái nồi nước dừa của mình á, các bạn bắt lên, các bạn mở lửa nhỏ nha. Mà các bạn thấy xung quanh cái thành nồi các bạn nó lăn tăn như vậy là được rồi nè. Và các bạn tắt lửa ha, không có để nóng lửa nha các bạn, nóng lửa là các bạn quậy nó đặc lắm nha. Đó, và thấy nó lăn tăn cái thành nồi không? Bạn, vì sau khi mà cái nước dừa các bạn mình làm ấm cái nước dừa xong á các bạn, mình sẽ cho bột vào nha. Bây giờ mình cho hết 200g bột năng này vào trong đây, bột gạo các bạn. Ở đây là 200g bột gạo các bạn ha, mình cho hết vào trong đây mình quậy nha. Mình cho luôn cái bột năng này vào các bạn. Các bạn nhớ cái nước thì các bạn nước dừa này nè. Các bạn làm các bạn đừng có để nó nóng quá nha, đừng có nguội quá ha. Bây giờ sau khi mà cái này là các bạn quậy nó đều quá, nó tan hết rồi á, các bạn chừa lại một miếng, chừa lại một miếng để một lát mình pha với cái nước dừa nãy các bạn mình chế lên cái mặt nha, làm cái mặt trắng ở trên á. Đây các bạn, ở đây mình chuẩn bị ra cái khuôn như thế này để mình hấp bánh các bạn. Cái khuôn mình đã lót cái giấy này trong như thế này rồi các bạn ha. Bây giờ mình cho vào đây một miếng bột nha. Bột sau khi mình lấy trùng xong á thì mình cho vào đây một lớp bột mỏng. Rồi mình tiết chuối. Lớp mỏng này nè. Xếp cái phần chuối này vào đây nha các bạn, cho một lát cái mặt mình nó đẹp lắm. Các bạn, cái phần chuối mà mình chắc là mình làm mặt đó các bạn, còn lại mình sẽ bóp nhừ vào trong cái bộ thử các bạn ha. Khi mà bóp nhiều cái phần chuối thì xong á, các bạn trộn đều lên á, các bạn bỏ vào cái bàn hấp thì mình hấp khoảng 40 phút các bạn. Các bạn nhớ là hấp lửa thật nhỏ nha, để cho nó giữ nhiệt lâu để cái bánh mình á một lát ra được đỏ nha các bạn. Mình hấp khoảng 40 phút thì mình sẽ quậy tiếp cái nước mặt mình đổ lên nha. Bọc cái nắp lại nha. Đây. Các bạn dùng khăn các bạn bọc cái nắp lại ha, thì sẽ giúp bạn hấp nước để không có nhiễu xuống bánh nha các bạn. Đây các bạn, để hấp cho cái bánh chuối mình đó các bạn. Sau khi hấp nó ra được cái chuối mình nó đỏ nó đẹp các bạn ha. Thì các bạn hấp lửa cỡ này. Lửa rất là nhỏ nha các bạn. Thì các bạn hấp lửa nhỏ như vậy để cho nó ủ với lại cái chuối mình nó sẽ lên cái màu đẹp ha. Các bạn hấp như vậy thì khoảng 40-50 phút thì cái phần chuối của mình nó sẽ chín. Sau đó mình cho tiếp cái phần mặt lên. Đó là khoảng hơn 1 tiếng á. Thì nếu như các bạn mà không có cái khăn để các bạn bọc ở trên cái nắp á, thì có
thể khoảng 5-10 phút đó, chúng ta dở nắp ra, chúng ta rải cái nước đó ra để cho nó đừng có nhiễm xuống bánh nha các bạn. Đây các bạn, đây là hai cái phần bột và nước cốt dừa khi nãy mình chừa lại các bạn. Cái này là phần bột sau khi mình khuấy trùng, mình chừa lại một miếng và mình chừa lại một miếng nước cốt dừa. Bây giờ hai cái này các bạn mình sẽ hòa chung lại với nhau các bạn ha. Mình cho vào trong đây thêm một muỗng đường, thêm một muỗng canh đường. Tại vì cái phần chuối hấp các bạn thì nó đã có cái chuối trong nó ngọt rồi cho nên mình không bỏ đường. Còn cái phần mặt này là chưa có cái gì ngọt, mình phải cho một thêm một muỗng đường vô nha. Và mình sẽ cho vào trong đây thêm một muỗng bột năng. Cái bột năng này các bạn ha, mình cho thêm một muỗng nữa. Các bạn đừng cho bột gạo nha, cho bột năng nha để cho nó mềm nha. Bây giờ mình khuấy cái này lên, mình sẽ lượt lại qua cái rây. Và mình đợi bánh của mình được 40 phút thì mình sẽ cho cái này lên cái lớp mặt nha các bạn. Các bạn như vậy là cái bánh mình hấp bây giờ là được 1 tiếng 20 phút rồi đó các bạn. Bánh mình nó đã chín rồi các bạn. Mình thử bằng cái cây tăm mình sợt lên, mình lấy lên là bánh mình như vậy là bánh mình chín ha, không có dính cái bột đi theo á. Bây giờ chúng ta sẽ tắt lửa và chúng ta để chiên trong cái nồi cho tới khi bánh mình nguội nha. Thôi các bạn, cái bánh của mình nó đỏ rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ xắt ra thử nha các bạn. Bạn nhớ nha, trước khi mà mình xắt cái bánh chuối này á, mình lấy cái giấy mà bọc đậy thức ăn các bạn. Cũng có thì các bạn lấy cái bịch ni lông cũng được ha. Cái bịch này sạch sạch cho các bạn quấn cái dao lại nha, cho mình xắt cho nó không có bị dính nha. Bây giờ mình xắt ra thử nha. Bánh chuối mình đẹp rồi, đỏ đẹp ngon ghê các bạn. Thì mình nói lại các bạn ha, nếu để cho mình làm được ra cái bánh chuối nó đỏ nó đẹp như thế này các bạn, thì thứ nhất là cái cách chọn chuối, mình phải chọn chuối sim đen để nó có cái vị ngọt thanh của nó và mình đồng thời khi mình làm ra nó sẽ có cái màu đỏ đẹp. Cái thứ hai thì cái màu đỏ một phần đó, là thứ nhất là mình ướp đường cùng với rượu mình để qua đêm. Cái thứ ba là khi mình hấp bánh đó, thì mình phải hấp cái lửa thật là nhỏ, có thể là khoảng 2 tiếng hoặc là trên 2 tiếng. Hấp càng lâu thì cái bánh mình nó càng đỏ. Đó là cái cách là để mình hấp ra được cái bánh chuối nó đỏ như thế này các bạn ha. Các bạn nhìn cái bánh của mình nó mềm đó các bạn, nó không cứng các bạn ha. Đó, nhìn các bạn thấy nó rất là mềm. Thì đây là cái công thức bột gạo. Thì cái bánh này thì có thể là mình dùng không, mình không có cần phải nước cốt dừa. Các bạn thích thì các bạn dùng với nước cốt dừa vẫn được. Và giờ mình mời các bạn dùng thử với mình một miếng coi nó có ngon không nha các bạn. Mềm, các bạn thấy nó rất là mềm không? Cái mặt này nè các bạn nhớ là khi mình làm cái mặt này nè là mình phải pha cái nước, cái phần của cái nước mặt lại nha. Bạn đừng có để nguyên cái đó là cái bánh mình hấp ra sẽ bị cứng. Các bạn, mềm nó vừa ăn, chuối của mình nó rất là ngọt, rất là thơm các bạn. Cái độ béo nó cũng vừa, cũng không có béo lắm. Bạn hãy dùng thử nha các bạn. Các bạn dùng thử khi nếu các bạn thấy ngon, cách làm thấy hay thì các bạn hãy bấm like, chia sẻ cho người thân của mình, cho bạn bè của mình cùng làm nha. Và nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình khi mình có những video mới tiếp theo thì các bạn sẽ sớm nhận được nha các bạn. Bây giờ thì mình xin tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau nha.